trọng nam khinh nữ và cái kết cay đắng của người mẹ già. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem kênh Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, đối với một người mẹ, đứa con chính là xương, là máu của mình. Con nào cũng là con, do mình rứt ruột sinh ra. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau nuôi con cực khổ. Song trong tiềm thức của nhiều người, tư tưởng trọng nam khinh nữ, coi nặng đứa này, coi nhẹ đứa kia, khiến cho con cái bất hòa, gia đình lục đục ly tán, con cái bất hiếu và dẫn đến nhiều bi kịch cho cuộc đời của mình. Điển hình là câu chuyện của cụ bà 70 tuổi dưới đây, không khỏi khiến người ta suy ngẫm. Bà cụ 70 tuổi cho con trai 4 căn nhà, rồi tới sống chung với con gái, dọa kiện ra tòa nếu không phụng dưỡng. Ngay sau khi được đền bù 4 căn nhà, bà cụ 70 tuổi lập tức sang nhượng cho con trai. Sau đó sợ con trai và con dâu bận rộn không chăm sóc được mẹ già, bà liền đến nhà con gái bắt cô phải có trách nhiệm phụng dưỡng. Bà Vinh 70 tuổi ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, với mái tóc bạc trắng, đứng ở cầu thang, ra sức gõ mạnh vào cửa. Trong căn nhà rõ ràng có người, nhưng dù bà gõ mạnh thế nào cũng không ai ra mở cửa. Con gái, xin hãy để mẹ vào, mẹ không có nơi nào để đi. Trước đây là mẹ đã sai, xin hãy tha thứ và để mẹ ở bên cạnh bù đắp cho con, bà Vinh van nài. Trọng nam khinh nữ. Bà Vinh xuất thân gia cảnh ở mức trung bình, trình độ học vấn không cao. Bà luôn mang trong mình tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên dù có hai người con, một trai một gái, thì lúc nào bà cũng chỉ coi trọng cậu con trai của mình. Con gái tên Liên được sinh ra khi bà Vinh tròn 40 tuổi. Những tưởng ở tuổi trung niên, có cô con gái bầu bạn, bà Vinh sẽ yêu thương con nhiều hơn. Nhưng bà vẫn dành mọi sự quan tâm cho con trai của mình, bởi bà tin rằng con gái sớm muộn gì cũng đi lấy chồng, cũng thành con của nhà người ta. Đặc biệt suy nghĩ của bà đã làm ảnh hưởng tới con trai. Anh trai cũng không hề quý trọng em gái, coi em gái như người ngoài. Vì vậy cô Liên ở nhà, còn anh trai thì được học đại học, được làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước ở Sài Gòn. Chẳng bao lâu anh trai cô kết hôn, mọi thứ đều khởi sự thuận lợi, thu nhập rất cao. Cô và mẹ vẫn nương tựa vào nhau, nhưng dù vậy tình cảm bà Vinh dành cho con gái vẫn không hề thay đổi. Trong ký ức của cô Liên, tất cả những gì cô nhớ được về mẹ và anh chính là sự thiên vị. Đến tuổi lập gia đình, cô được làm mối cho một người đàn ông lương thiện, đến từ Sài Gòn, gia cảnh trung bình. Lúc kết hôn bà Vinh cũng không cho con gái nhiều của hồi môn. Sau kết hôn, cuộc sống của cô Liên vô cùng chật vật. Chồng cô dù chăm chỉ làm ăn nhưng thu nhập cũng chỉ có hạn. Hai vợ chồng thuê một căn nhà ở xa trung tâm Sài Gòn, rộng khoảng 50 mét vuông. Họ đều cố gắng kiếm tiền mỗi ngày với mong muốn con cái sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Khi mang bầu tăng cân, cô Liên không thể đi lại và phải làm việc ở nhà. Việc kiếm tiền đổ lên vai chồng. Sau đó cô sinh được một cậu con trai. Gia đình chồng rất vui, nhưng kéo theo đó là tiền sinh hoạt phí cũng tăng lên. May mắn bố chồng vì thương các con nên đã trợ cấp cho cô. Lúc con còn nhỏ, cô chỉ ở nhà chăm con. Khi con được 1 tuổi, cô lại mang thai lần nữa. Lần này vẫn là con trai, nên gia đình họ có phần lo lắng về tương lai của các con, về việc kết hôn và mua nhà cho chúng. Dù vậy cô vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ. Khi con trai út đi học mẫu giáo, cô nhờ bố chồng hàng ngày đưa đón cháu để mình đi làm, giảm gánh nặng kinh tế cho chồng. Về phần bà Vinh, bà không hề hỗ trợ kinh tế cho con gái, cũng không giúp cô chăm sóc cháu. Anh trai cô Liên hiện có chức vị cao, lương tốt, kinh doanh thêm nhiều, thu nhập rất cao, nhưng chưa bao giờ quan tâm em khó khăn thế nào, cũng không đoái hoài hỏi han. Thiên vị, nguồn cơn chia rẽ tình cảm gia đình. Thời gian gần đây, bất động sản của bà Vinh bất ngờ rơi vào diện quy hoạch. Bà Vinh được đền bù 4 căn nhà trị giá hàng chục triệu đô la ở Sài Gòn. Bản thân cô Liên nghĩ thế nào mẹ cũng cho mình ít tiền, hoặc cho cô một căn nhà để ở. Kết quả bà Vinh đã sang tên hoàn toàn 4 căn nhà cho con trai, trong khi con gái bà đang sống cùng 4 người trong căn nhà thuê 50 mét vuông. Khi tỏ ra bức xúc và trách mẹ thiên vị, cô Liên nhận lại gáo nước lạnh từ mẹ ruột. Bà Vinh nói rằng con gái đi lấy chồng là con của người ta, chỉ là người ngoài thôi. Tại sao phải chia tài sản cho người ngoài? Bà tin rằng con trai mới là chỗ dựa cho bà ở phần đời còn lại. Sự vô cảm của mẹ khiến cô Liên hết sức đau lòng. Cô vừa khóc vừa kể với chồng và thể hiện sự bất bình của bản thân. Mặc dù cảm thấy mẹ vợ quá đáng và thiên vị, nhưng anh vẫn động viên vợ bình tĩnh và an ủi cô. Một bên là anh trai sở hữu rất nhiều tài sản, còn được mẹ chuyển nhượng 4 căn nhà. Một bên là cô con gái nhà 4 người, sống chung trong căn hộ thuê 50 mét vuông. Hỏi vậy tại sao cô Liên có thể hài lòng? Dù oán hận mẹ, nhưng cô Liên cũng không còn cách nào khác là phải chấp nhận và tiếp tục sống cuộc sống của mình. Không lâu sau đó, bố chồng cô lâm bệnh. Vì mẹ chồng mất sớm không có ai chăm sóc bố chồng, nên cô Liên quyết định đón ông đến sống cùng để tiện chăm sóc. 5 người sống trong căn nhà trọ hơn 50 mét vuông rất chật chội. Cô vật lộn với cuộc sống, vừa chăm bố chồng, vừa chăm con, nhưng vẫn luôn cố gắng hết mình. Chồng cô cũng không ngừng nghỉ lao động để lo cho gia đình. Nhiều lúc cô Liên nước mắt chảy dài vì nghĩ đến mẹ và anh trai. Về phần bà Vinh, sau khi chuyển nhượng toàn bộ căn nhà cho con trai, bà cũng dọn đến nhà con trai ở. Tuy nhiên mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu không tốt khiến gia đình xáo trộn. Lần đó bà Vinh bị ốm và nhập viện. Con trai và con dâu không trực tiếp chăm sóc mà thuê một bảo mẫu với giá khoảng 17 triệu đồng để chăm sóc bà và gia đình. Tiền cậu ấy thuê bảo mẫu bằng với số tiền mà gia đình 4 người chúng tôi chi tiêu hàng tháng. Cô Liên chua chát nói. Mỗi ngày nhìn con trai và con dâu luôn bận rộn xa nhà, bà cảm thấy mình đã trở thành vật cản của gia đình quý tử, nên nghĩ đến chuyện dọn đến nhà con gái để con tiện chăm sóc mình lúc về già. Vì vậy bà đến nhà cô Liên. Nhìn thấy mẹ cô Liên rất ngạc nhiên. Bà nói với con gái: "Con gái, mẹ già rồi, không tiện chăm sóc bản thân. Mẹ muốn đến ở cùng con để con chăm sóc mẹ cho tiện." Nghe mẹ nói, cô Liên cảm thấy rất khó tin. Mẹ ở nhà anh trai rộng giàu có, tại sao lại dọn đến căn nhà thuê chật hẹp của mình? Nghe con gái thắc mắc, bà Vinh trả lời: "Anh trai con có chỗ ở tốt, nhưng cả nhà đều bận rộn. Bà già như mẹ sống ở đó sợ ảnh hưởng gây rắc rối cho anh con. Không phải con đang ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ sao? Nếu vậy con cho mẹ ở nhà, con chăm thêm mẹ cũng không sao mà." Lời nói của bà Vinh khiến cô Liên tức giận đến mức phải bật cười. Mẹ sợ gây rắc rối cho anh trai, nhưng lại không sợ gây rắc rối cho con sao? Mẹ đã chuyển nhượng cả 4 căn nhà cho anh trai, anh ấy đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ khi về già. Không có lý do gì để đứa con gái đi thuê nhà chăm sóc mẹ cả. Tổng chi phí cả tháng của gia đình con còn không bằng tiền anh ấy thuê bảo mẫu. Thực sự con không thể chấp nhận điều đó. Cô Liên bức xúc với mẹ và cương quyết không chấp nhận việc mình phải chăm mẹ. Nhanh chóng giọng của bà cụ đã thu hút hàng xóm xung quanh. Bà Vinh lúc này cố gắng tìm cách chen vào nhà, nhưng đã bị cô Liên chặn lại. Hai bên nói qua lại hồi lâu. Cuối cùng cô Liên phải gọi điện cho anh trai, yêu cầu anh đến đón mẹ về. Sau đó người anh đến đón bà Vinh. Trước khi đi bà còn nói sẽ kiện con gái vì không có trách nhiệm chăm sóc mẹ già. Nhìn mẹ và anh bỏ đi, cô Liên òa khóc nức nở. Sự việc này đã khiến mối quan hệ của cô và mẹ, anh trai không còn nữa. Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã gây ra nhiều luồng tranh cãi. Nhiều người chỉ trích cô con gái, nhưng rất nhiều người cũng bất bình với bà Vinh. Cộng đồng mạng cho rằng vì chuyện bà trọng nam khinh nữ dẫn đến gia đình rạn nứt. Bà để con gái sống quá vất vả, còn con trai giàu có lại càng sung túc hơn. Vì vậy bà không nên đòi hỏi con gái có trách nhiệm chăm sóc mình khi về già. Đây cũng là bài học lớn về việc cha mẹ thiên vị khi đối xử với con cái. Cách cha mẹ làm, lời cha mẹ nói ảnh hưởng rất nhiều tới những đứa trẻ. Chính bà Vinh đã dạy cho con trai sự vô cảm và thờ ơ trước khó khăn của em gái. Vì vậy gia đình bà mới dẫn tới bi kịch này. 75 tuổi, có 1 tỷ tiết kiệm. Con trai con dâu không chăm sóc, nhưng lại muốn tiền của bố. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem kênh Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với tuổi già. Có người đối diện và đi qua nó một cách bình lặng, nhưng có người cũng phải lao đao khổ sở chăm bề. Người thì không có tiền, bị con cái khinh khi bỏ mặc. Người thì có tiền bị con cái chiếm đoạt rồi đẩy ra khỏi nhà, sống lang thang không nơi nương tựa. Lại có những người tỉnh táo để kịp nhìn nhận cuộc sống và đưa ra những cách giải quyết tốt nhất cho bản thân, để tuổi già đi qua được nhẹ nhàng hơn. Sau đây là câu chuyện của một ông lão đã ngoài 70 tuổi mới được đăng tải trên mạng xã hội, đang được cộng đồng mạng chú ý. Ông cũng như bao người khác, có vợ, có con trai con gái đầy đủ. Nhưng khi tuổi già kéo đến và có đồng tiền trong tay, thì nỗi băn khoăn lo lắng cho cuộc đời mình lại khiến ông khổ não. Ông có nhà, có tiền tiết kiệm, có lương hưu, nhưng ông lại lo lắng khi già, trí nhớ suy giảm, sợ khi có điều gì bất trắc đến với bản thân mà con cái không biết thì sẽ rất lãng phí số tiền cả đời dành dụm. Nhưng nói cho con cái biết thì sợ rằng con cái sẽ bất hiếu chiếm đoạt hết tài sản và đẩy mình vào bi kịch. Ông thường tự vấn rằng có nên kể cho con cái nghe về số tiền tiết kiệm khi về già. Và cuối cùng, ông đã dùng một phép thử với con trai con gái. Phản ứng trái ngược của hai người con khiến ông bất ngờ. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện và chiêm nghiệm nhé. Tôi 75 tuổi, vợ tôi kém tôi 2 tuổi. Cả hai chúng tôi đều có lương hưu. Lương hưu của hai vợ chồng là 23 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để chúng tôi có đủ cơm ăn áo mặc trong những năm tháng cuối đời. Vợ chồng tôi chi tiêu rất tằn tiện. Mỗi tháng chúng tôi tiết kiệm được 16 triệu đồng. Tôi có một con trai và một con gái. Khi con trai lấy vợ, tôi cho con 1 tỷ đồng để mua căn nhà mới. Khi con gái kết hôn, tôi cũng mua cho con chiếc ô tô 500 triệu đồng. Sau khi hai đứa lập gia đình, vợ chồng tôi nghỉ hưu. Năm thứ hai sau khi nghỉ hưu, con dâu tôi sinh được một cháu trai. Vợ chồng con trai nhờ chúng tôi chăm sóc cháu. Chúng tôi vui vẻ đồng ý. Là ông bà, việc họ chăm sóc cháu là điều đương nhiên. Vì cả hai chúng tôi đều có lương hưu, nên khi ở nhà chúng tôi ít khi yêu cầu con trai chi tiêu hàng ngày. Ví dụ vợ chồng tôi dùng lương hưu để mua đồ lặt vặt, đồ chơi cho cháu, vân vân. Trong những năm ở nhà con trai, chúng tôi tiết kiệm được ít tiền. Mỗi tháng tiết kiệm được 10 triệu đồng là nhiều. Chúng tôi ở nhà con trai hơn 3 năm. Khi cháu đi học mẫu giáo chúng tôi về quê. Hai thế hệ cùng nhau chung sống, quan niệm sống, thói quen khác nhau, dễ nảy sinh mâu thuẫn. Những năm ở nhà con trai, để tránh mâu thuẫn với con dâu, tôi và vợ thường rất thận trọng, sợ làm con dâu buồn. Trong những năm chăm cháu, con dâu luôn nói rằng chúng tôi quá yêu chiều cháu. Vợ tôi thỉnh thoảng nấu ăn, con dâu tôi cũng phàn nàn cho rằng nấu quá mặn. Chúng tôi đặc biệt yêu quý cháu nội. Mỗi lần thấy con dâu mắng cháu, chúng tôi không nhịn được mà bảo vệ cháu. Vợ chồng tôi già rồi, dễ không vui vì những chuyện nhỏ. Vì vậy khi một người già đi, không đâu bằng về quê, ở nhà mình cho thoải mái. Sau khi về quê, vợ chồng tôi có thể làm những gì mình thích, mua những gì mình muốn. Đôi khi nhớ cháu chúng tôi sẽ gọi điện video cho cháu. Ban đầu tôi nghĩ vợ chồng tôi có thể trải qua tuổi già hạnh phúc như thế này. Nhưng khi có một tai nạn ập đến, việc nhỏ cũng thành việc lớn. Khi tôi 70 tuổi, vợ tôi lâm bệnh qua đời, để lại tôi một mình. Khi vợ tôi ở đây, chúng tôi có thể cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi dạo và làm mọi việc khi có người ở bên cạnh. Từ khi bà ấy đi, cuộc sống một mình của tôi không còn giống cuộc sống bình thường nữa. Tôi lười nấu nướng và chỉ ăn uống cho qua ngày. Tôi cảm thấy rất cô độc. Sau nửa năm vợ tôi đi, tôi gọi điện cho con trai và bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống về già sau này của mình. Trước kia vợ chồng tôi vẫn nghĩ sau này con tôi sẽ bảo vệ chăm sóc tôi khi về già. Nhưng khi tôi nói với con trai rằng tôi muốn chuyển đến sống cùng các con, cả con trai và con dâu đều đưa ra những lý do khác nhau. Con trai tôi nói phải đi làm và không có thời gian chăm sóc tôi. Tôi nói với các con rằng tôi vẫn còn sức khỏe tốt và không cần các con chăm sóc. Nhưng tôi chỉ cảm thấy quá cô đơn ở quê nhà và muốn về sống cùng gia đình con cháu. Tôi cũng có thể giúp việc nhà và chăm sóc cháu. Nhưng dù tôi có nói thế nào thì con trai và con dâu vẫn không đồng tình với việc tôi sẽ đến ở nhà chúng. Con trai khuyên tôi nên vào viện dưỡng lão. Con tôi nói viện dưỡng lão có người chăm sóc, tận tâm nấu ăn, chắc chắn phải tốt hơn những gì con chăm sóc. Sau đó tôi làm theo lời con trai và đến thăm một số viện dưỡng lão. Nhưng cuối cùng tôi lại từ bỏ ý định đến viện dưỡng lão. Tôi vốn không thích giao du từ khi còn trẻ. Tôi vẫn thích sống một mình ở nhà hơn là sống chung với một nhóm người lạ. Sau sự việc này, tôi từ bỏ việc về nhà con trai, cũng không còn mong con trai sẽ đưa mình về đó nữa. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống sau này của mình. Để giảm bớt sự buồn chán, tôi trồng trái cây rau quả trên khoảng vườn nhỏ trước nhà. Tôi cũng nuôi 2 con chó và 1 con mèo. Trong sân tôi đặt 1 chiếc ghế xếp. Khi không có việc gì thì tôi ngồi ngắm hoa cỏ, chơi với chó mèo. Thỉnh thoảng tôi có tâm trạng ra ngoài chơi cờ với vài người bạn già. Cuộc sống của tôi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trong thời gian này, con cái thỉnh thoảng về thăm tôi. Nhưng khi tôi già đi, nội tâm tôi ngày càng dễ lo lắng buồn phiền hơn. Tôi có một ông bạn kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện và chơi cờ cùng nhau. Nhưng đã mấy ngày không gặp, sau đó tôi mới biết ông đã qua đời. Giống như tôi, ông ấy cũng có con, nhưng luôn sống một mình. Theo những người hàng xóm, ông ấy mất vào lúc nửa đêm. Khi các con phát hiện thì đã quá muộn. Sau khi ông ấy rời đi, tôi cũng bắt đầu lo lắng. Nếu một ngày nào đó tôi đột ngột ra đi, tài sản thì con cái cũng sẽ không biết. Chẳng phải là lãng phí sao? Dù không phải là người giàu, nhưng tôi sống tằn tiện và tiết kiệm được một số tiền. Tôi có hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm và lương hưu hàng tháng 13 triệu đồng. Hiện tại tôi sống một mình, bình thường không có nhiều chi tiêu. 13 triệu này tôi vẫn có thể tiết kiệm được 6,5 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền này tôi nên đưa cho con hay tự mình giữ? Suốt thời gian đó tôi cứ suy nghĩ mãi trong lòng. Trong những năm sống ở nhà con trai, tôi đã chứng kiến những gì con trai và con dâu làm. Chúng thậm chí còn không chịu để tôi sống ở đó. Vậy làm sao tôi có thể tin tưởng giao số tiền của mình cho chúng? Tôi nhớ vợ tôi đã nhiều lần dặn dò trước khi ra đi rằng hãy giữ kỹ số tiền dành dụm vào căn nhà cũ. Đó là niềm tin và nguồn sống của cuộc đời chúng tôi khi về già. Vợ tôi nói rằng không nên đưa tiền cho con cái, cũng không nên cho chúng biết mình có bao nhiêu tiền, kẻo chúng có ý nghĩ sai lầm. Vì vậy bao năm qua, tôi luôn làm theo lời dặn của vợ và không bao giờ nhắc đến tiền nong trước mặt các con. Cách đây vài năm, con trai tôi muốn tôi giao quyền quản lý thẻ hưu trí cho nó, nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối. Nhưng bây giờ vợ mất, tôi già đi, trí nhớ cũng kém đi. Tôi sợ nếu không sắp xếp sớm những việc này, lỡ một ngày tôi gặp chuyện thì sao? Ngày hôm đó, tôi gọi điện cho con trai, con dâu và con gái nói: bố già rồi, trí nhớ ngày càng kém. Bố muốn chia cho mỗi người 1/2 trong số 335 triệu đồng mà bố có trong tay. Hãy giữ nó, đề phòng một ngày nào đó tôi bị tai nạn hoặc ốm nặng. Hãy dùng số tiền này để chữa bệnh hoặc lo cho bố. Cả con gái và con trai, con dâu tôi đều vui vẻ đồng ý. 3 tháng sau tôi nghĩ ra lý do và lần lượt gọi điện cho con trai và con gái, nói rằng tôi đang cần tiền gấp. Tôi không ngờ rằng phản ứng của con trai và con gái tôi lại khác nhau đến vậy. Con gái tôi khi vừa nghe tin, vội đi lấy tiền, tưởng tôi bị bệnh liền bảo con rể lái xe về nhà đưa tiền. Và con gái nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện, thậm chí còn nói sẽ đưa tôi về nhà sống một thời gian. Điều này khiến tôi đặc biệt ấm lòng. Con trai tôi hỏi tôi thế nào, chỉ nói bây giờ nó không thể đưa tiền cho tôi. Con trai nói rằng mình gặp một số vấn đề trong công việc kinh doanh và đã dùng số tiền đó rồi. Phản ứng của con trai và con gái khiến tôi phải đưa ra quyết định dứt khoát. Tôi nhờ con gái mua cho tôi 1 chiếc két sắt và đặt trong nhà. Tôi đã nói thật với con gái mình mật khẩu két sắt và thẻ ngân hàng, cũng như số tiền và mật khẩu của thẻ ngân hàng. Tôi nói với con gái rằng chỉ có 2 chúng tôi biết chuyện này, và ngay cả con rể cũng giữ bí mật. Tôi đã viết di chúc trước và để vào đó. Tôi nói với con gái rằng số tiền đó sẽ trở nên có ích nếu một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra với tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, số tiền này sẽ được dùng. Sau này 2 con cứ theo di chúc mà phân chia tài sản. Sau khi giải quyết xong vấn đề này, tôi như loại bỏ được gánh nặng và thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi về già, mọi người đều có những quan điểm khác nhau về việc có nên giao tiền tiết kiệm của mình cho con cái hay không. Đối với những người con hiếu thảo, chúng ta chắc chắn có thể tin tưởng chúng. Tuy nhiên không được giao tài sản cho người con không hiếu thảo. Khi con người đến tuổi già, đôi khi mối quan hệ gia đình cũng rất thực tế. Tôi sẽ không hoảng sợ lo lắng nếu có tiền. Việc tôi làm chỉ là cho con cái biết mật khẩu và tiền gửi của mình, để phòng trường hợp có chuyện bất ngờ xảy ra. Trên thực tế tôi vẫn có trong tay thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm. Bạn có đồng ý với cách của tôi đã làm hay không? Áp lực báo hiếu. tôi có nên gửi tiền cho cha mẹ? Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, cha mẹ nuôi con cái ăn học là để xây dựng tương lai vững chắc cho thế hệ mai sau, chứ không phải việc cha mẹ vin vào hai chữ báo hiếu để vòi vĩnh, đòi hỏi con cái của mình. Có những bậc cha mẹ quan trọng ánh nhìn của người khác hơn là hạnh phúc của con cái mình. Câu chuyện báo hiếu dưới đây đã khiến những đứa con cảm thấy vô cùng áp lực và căng thẳng, sẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm đôi điều. Đang tích góp từng đồng mua nhà, mong thoát cảnh ở thuê, anh Hùng bất ngờ được mẹ nhắn gửi 200 triệu về quê để xây dựng công trình phụ. Chỉ vì hàng xóm xây to hơn, anh Hùng thắc mắc, sao mẹ không bàn trước, không nói với con trước khi đập công trình cũ? Mẹ bảo, tao tức nhà hàng xóm vừa có cái bếp đẹp, đã lên mặt nên muốn làm cho nhanh, mà trước sau gì mày chả biết. Tuổi thơ của anh Hùng luôn bị ám ảnh bởi những lời than thở, nợ nần tiền bạc của cha mẹ. Lên 10 tuổi, anh đã được mẹ dặn, bố mẹ cơ cực nuôi, mày cố mà học cho giỏi, mai này có tiền báo hiếu. Khoản tiền chi phí học đại học của anh, bố mẹ ghi chép vào một cuốn sổ như một cách nhắc nhở. Tốt nghiệp đại học, anh Hùng may mắn vào làm cho một công ty nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh. Lương hơn 30 triệu đồng, nên đủ tiền gửi về cho bố mẹ chi phí, trả mọi khoản nợ nần. Nhưng anh nói, mẹ tôi chưa bao giờ hết nợ. Có lần tôi bảo mẹ còn nợ bao nhiêu, thống kê lại con gom trả nợ một thể, nhưng mẹ không chịu. Tháng nào anh con trai không gửi tiền về, hoặc gửi ít, mẹ anh tỏ thái độ khó chịu, mắng con bất hiếu, kể trước kia nuôi anh cực khổ ra sao. Vì thương mẹ, không nỡ để tình cảm gia đình sứt mẻ, nên anh đành phải gửi tiền về. Từ ngày lập gia đình, Hùng có thêm trăm mối lo toan. Vợ chồng anh tính không thể thuê trọ mãi, nên muốn tích góp để có thể mua lấy căn hộ cũ ở ngoại ô. Tháng trước mẹ anh gọi điện vào, đòi gửi về hơn 200 triệu đồng để mua vật liệu và thuê thợ xây công trình phụ. Bà chẳng hỏi thăm con cháu một câu, cứ gọi điện là bảo gửi tiền về ngay để mẹ lo việc. Anh Hùng tâm sự trên một diễn đàn, nhận được cả trăm bình luận. Rất nhiều người tỏ ra đồng cảm, vì chính họ đang hoặc đã từng sống trong nỗi áp lực gửi tiền về báo hiếu cha mẹ như anh. Những người như mẹ anh Hùng tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là hiếm. Họ không thiếu tiền bạc, thậm chí vẫn có thu nhập, nhưng luôn đòi hỏi con phải chu cấp. Nó xuất phát từ hệ tư tưởng và văn hóa gia đình hoặc vùng miền. Thời ông bà muốn cha mẹ họ phải chu cấp cho mình, và đến thời họ cũng vậy. Quan niệm trẻ cậy cha, già cậy con, hay con cái là của để dành, vẫn tồn tại trong suy nghĩ của nhiều người. Trước đây họ sống trong nền kinh tế nông nghiệp, áp lực tài chính không quá lớn. Còn ngày nay sống trong thời đại công nghiệp hóa, người trẻ phải lo toan nhiều hơn, nên cũng áp lực hơn. Theo một khảo sát của một trang báo cho thấy, 57% cho biết đang cùng lúc chăm con nhỏ và mẹ già. 34% cảm thấy áp lực và mệt mỏi khi vừa phải phụng dưỡng cha mẹ già, vừa phải chăm lo cho tổ ấm. Cũng có tình cảnh giống như bố mẹ anh Hùng, vì sĩ diện muốn chứng tỏ với những người xung quanh mình có đứa con cái thành công, nên thúc giục con gửi tiền về để mua sắm mọi thứ đẹp hơn, xây nhà to hơn, không cần biết con khó khăn vất vả ra sao. Khoảng cách thế hệ và tâm lý không muốn cha mẹ lo lắng khiến con cái ít khi chia sẻ về khó khăn. Nhiều người con xem việc gửi tiền về cho cha mẹ, bất chấp mình đang sống khổ sở, là lẽ thường, vì chữ hiếu đè nặng. Theo một báo cáo nghiên cứu về thế hệ trẻ của Việt Nam năm 2020 của Hội đồng Anh, củng cố thêm nhận định rằng người trẻ Việt vô cùng gắn bó với gia đình. Cuộc khảo sát đại diện trên toàn quốc của đơn vị này cho thấy 75% người trẻ cho biết gia đình là yếu tố căn bản định hình nên con người của họ. Lòng hiếu thảo vẫn là một giá trị thiết yếu đối với giới trẻ Việt Nam, vì họ đề cao sự kính trọng đối với cha mẹ. Vì áp lực báo hiếu cha mẹ, những đứa con có thể gồng lên để kiếm tiền, sinh ra mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần của mình và tổ ấm nhỏ. Anh Hùng kể, nhiều lần mệt mỏi vì yêu cầu của mẹ, nhưng anh không thể chia sẻ với vợ, sợ cô nghĩ không tốt về gia đình của mình. Nhưng quá áp lực, anh lại trút giận lên vợ con vô cớ. Vài lần người chồng âm thầm gửi tiền về cho mẹ, khi vợ phát hiện nên giận dỗi. Cưới nhau 6 năm, chị bồng con khỏi nhà không dưới chục lần, chỉ vì chuyện tiền bạc. Cũng nói thêm rằng khi mẹ đòi đến 200 triệu đồng tiền xây công trình phụ, anh Hùng từ chối thì bị nói là kẻ bất hiếu. Bà cũng mắng cả con dâu vì cho rằng xúi giục chồng tệ bạc với cha mẹ. Vợ anh Hùng buồn không nghe máy mẹ chồng. Vợ chồng anh dự định hè này và Tết sẽ về quê, nhưng cứ đà này kế hoạch sẽ phải thay đổi. Trường hợp thứ hai là của anh Trần Nghĩa, 28 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng khốn đốn khi đang phải lo tiền chuẩn bị đám cưới, mà bố mẹ vẫn muốn anh gửi tiền chu cấp. Dẫu còn sức khỏe, nhưng họ chỉ muốn sống dựa vào con. Bố mẹ còn bắt phải gửi tiền về để trả nợ cờ bạc của em gái, đồng thời hàng tháng chu cấp cho gia đình. Gia đình bạn gái biết hoàn cảnh của anh Nghĩa, thông cảm cho anh, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Gần đây anh nhận thấy phía nhà người yêu không còn mặn mà. Nghĩa lo sợ cứ đà này cuộc đời anh sẽ xuống đáy. Nhưng phận làm con, anh không thể buông tay. Đôi lần anh tìm cách từ chối khi mẹ đòi gửi tiền. Hàng tháng anh chỉ gửi khoảng 1 triệu đồng để bà có tiền sinh hoạt thêm. Nhưng mẹ viện cớ cần tiền để mua thuốc trị bệnh. Con trai dù vào thành phố Hồ Chí Minh đi khám, thì bà từ chối giận dỗi và không nói chuyện nhiều ngày. Quý vị thân mến, Phật dạy rằng hiếu thuận với cha mẹ là nghiệp lành lớn nhất của đời người, là phúc báo mà mọi người đều nên làm nhất trên đời. Đúng là con không được quyền lựa chọn cha mẹ. Có những bậc cha mẹ quan trọng ánh nhìn của người khác hơn là hạnh phúc của con cái mình. Những trường hợp như trên không phải là hiếm, nên bảo sao thế hệ trẻ không còn nền tảng để xây dựng hạnh phúc gia đình riêng, bởi họ còn phải làm thêm giờ, kiếm thêm thu nhập để lo báo hiếu, rồi áp lực công việc con cái rất nặng nề. Câu chuyện trên nhận được sự chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội. Mô hình kết nối liên thế hệ chăm sóc nhau, xuất phát từ xã hội cổ truyền, được bảo trợ bởi văn hóa, được gọi là chữ hiếu. Tuy nhiên, việc báo hiếu trở thành gánh nặng, sẽ gây áp lực lên người trẻ, tạo khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, thậm chí làm đứt kết nối trong gia đình. Tỷ suất sinh thấp, bố mẹ đầu tư cho con cái hơn, đặc biệt là ở những khu vực đô thị. Vì vậy, xu hướng con cái phải phụng dưỡng cha mẹ còn tồn tại, nhưng đang dần dịch chuyển. Ngày nay, mối liên hệ trách nhiệm cha mẹ với con cái nhẹ nhàng hơn. Quan niệm con cái hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ vẫn là truyền thống tốt đẹp, có giá trị giáo dục cao. Chỉ cần điều chỉnh cho phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình, để không tạo áp lực tài chính mà vẫn làm tròn đạo hiếu. Người làm con nên cân đối tài chính, ví dụ dành ra 5% thu nhập hàng tháng để biếu bố mẹ, còn lại phải cân đối để chi tiêu các việc khác như là thuê nhà, con cái, học hành, ăn uống, giáo dục, bảo hiểm, đầu tư, vân vân, để xây dựng tương lai vững chắc cho thế hệ mai sau. Cũng nên nói rõ với cha mẹ rằng nếu thu nhập tăng thì số 5% gửi cha mẹ cũng sẽ tăng theo. Phải giải thích cho cha mẹ hiểu tình hình tài chính của mình hiện tại. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thị Mơ, có nickname là Nguyễn Thị Mơ 85. Tôi cũng đang oằn lưng lo cho gia đình đây. Nhà có 6 người con, nhưng hình như ai cũng quay lưng. Mỗi mình tôi, con gái phải cáng đáng hết. Dẫu rằng chưa được cha mẹ cho tài sản gì, giờ tôi cũng phải buông xuôi để cha mẹ bán đất tự lo, vì tôi còn phải lo cho mình nữa. Mệt mỏi lắm mọi người ạ. Lúc nào cũng muốn làm tròn đạo hiếu, muốn thanh thản khi cha mẹ qua đời, để mình không phải hối tiếc. Thế nhưng gánh nặng đã quá sức rồi. Khán giả KT miền Nam thì cho rằng Mình luôn có quan điểm cha mẹ là người quyết định cho một đứa trẻ đến với thế giới này. Còn đứa trẻ không có quyền lựa chọn, nên mình sinh ra phải có trách nhiệm nuôi đứa trẻ đến trưởng thành. Còn khi con lớn có thì báo hiếu, không thì thôi. Nên mình luôn nói với con, mẹ nuôi con học xong đại học là 22 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học xong 1 tháng, mẹ sẽ không nuôi hoặc cho con bất kỳ thứ gì nữa. Khi nào mẹ già chết thì tài sản còn lại mới cho con. Còn khi mẹ còn sống, mẹ sẽ không cho con phải tự lập. Khán giả Hồng Lam thì cho rằng, thông cảm và chia sẻ với bạn trong tình trạng này. Mong các bạn có thể có cơ hội được chia sẻ, được lắng nghe, được thấu hiểu từ cha mẹ mình để bớt đi gánh nặng cuộc sống. Thực sự tôi cảm thấy rất áp lực khi làm con của cha mẹ bạn. Câu chuyện báo hiếu nhưng ở một khía cạnh khác khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ về tư cách của các bậc làm cha làm mẹ. Ý kiến của quý vị về vấn đề này như thế nào?